Các đại sứ ra trở lại còn trời ơi sao đại ca lại bò dù trong khi vũ liều mình giải cứu đại ca. Người đã vì hạnh phúc của chúng ta, chớ có gì mà anh phải nghi nan. Đời em giờ là một cô gái tật nguyền, đâu còn gì xứng đáng với cùng quân. Ở đây mùa thu có buồn lắm không, mà sao gió heo mây như sầu dốt da. Tiếng chuông chiều buồn bã giọng công phu, nghe nức nở như tâm tư người con gái. Nhưng đại sư ca ơi, Loan không còn xứng đáng với tâm chân tình được dưỡng nuôi bằng niềm thương nỗi nhớ. Vì người con gái năm xưa đã phản bội anh và phản bội cả tiếng mình. Nó chỉ là một người con gái hư hèn, không đáng được nâng niu chiều mến như cái thuở nào còn bé bỏng ngây thơ. Ngày xưa nó hờn trách đại sư ca, thiệt đại sư ca vô về năng nỉ. Bây giờ thì không phải là hờn trách nữa, mà là một đôi tay thì lạ ở tâm hồn. Đại sư ca, tiểu muội đã nói ra sự thật, vì không muốn giữ trong lòng mà mang trong tội với đại sư ca. Nếu đại sư ca không dễ dàng tha thứ, thì tiểu muội xin trở lại dùng quê xưa, chôn kinh cuộc đời trong tôi tâm buồn tham, không còn nhìn được màu sắc có quá xưa. Với những con đường mang tên kỷ niệm, với những đêm thu phơi tóc dưới trăng ngà, các đại sư ca, mùa thu ở đây có xanh như màu mắt, có lá vàng trái nắng buổi chiều hôm, hay chỉ là một màu đen thâm u chiều nặng như cuộc đời tâm tối của phùng trăm loan. Có tiếng bước chân của ai? Kìa, Trác huynh, có phải Vũ ca không? Vũ ca! Kìa, Hồ Vũ đại ca, hình như người đang bị trọng thương. Ân ca ơi,
em đã mù rồi. Còn Vũ ca, mình sắp dính biệt